Chào các bạn, như đúng như mình đã hứa thì mình sẽ đem toàn bộ cái số tiền mà các bạn đầu tư mình gửi thành một cái phần quà nhỏ cho các em mồ côi khuyết tật được một cái chùa ở gần chỗ mình, họ nuôi dưỡng các bạn ha. Ok, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái tổng quan về cái khối nguồn của cái điện thoại, và mình chỉ chia sẻ các bạn một cái hướng để các bạn làm sau này một cách nó đơn giản nhất thôi các bạn ha, chứ không có đi sâu vào cái phân tích để phức tạp làm gì, tại vì phân tích phức tạp vô cũng không làm được đâu các bạn, nên phân tích làm gì chỉ đủ rồi, đủ để làm kiếm tiền là được rồi các bạn ha. Đó, như cần biết nè, bởi vì mình mới nói là các bạn đi học là các bạn phải lấy được cái kỹ năng là điện tử căn bản với lại lắp ráp máy tính đi, nó liên quan nhiều lắm. Ví dụ như bây giờ nha, một cái nguồn 220 đúng không, 220V đúng không, nó sẽ đưa qua một cái cuộn dây, cái này là các bạn học điện tử căn bản có nè đúng không, nó cái cuộn dây đúng không, qua đây nó biến lại thành 5V ha. Các bạn thường thấy cái mạch này trong cái mạch sạc nè các bạn, đó 5V này 5V AC đúng không, bắt đầu nó sẽ đi qua một cái cầu phân áp, có những cái con diode trên này nè, mình mất công mình vẽ ra đúng không, đi ra cầu phân áp đó đúng không, nó sẽ đưa ra thành một cộng trừ DC các bạn ha. Đó rồi từ cái mạch là mạch này là từ đây là bắt đầu nó đưa, nó cắm vô cái đuôi sạc, nó tạo thành cục sạc, nó cắm vô đuôi sạc các bạn. Tất nhiên nó sẽ còn nhiều một cái mạch ổn định ổn áp trong đó lắm, nhưng mà mình chỉ vẽ sơ bạn thôi đúng không các bạn. Đó, và trong cái điện thoại chúng ta là ngay đây là ngay cục pin ha, chúng ta sẽ lấy áp ngay đây là hai cục pin, hai đầu cục pin đúng không các bạn, chúng ta cắm vào cái điện thoại. Đúng không? Đây là cộng trừ cục pin. Đúng không? Cục pin thường là 4V, bao nhiêu miliampe đó thì tùy theo nhà sản xuất thôi. Đó, nó đưa ra. Ví dụ như một cái điện thoại ngày xưa bạn ha, nó sẽ có rất là nhiều cái mạch rời rạc nha. Ví dụ như ở đây nè, nó đưa qua một cái con diode zener đúng không? Nó cấp ra một cái áp ở áp V1 đúng không? Xong ở bên này là áp V2 đúng không? Áp V3 đúng không? Rất là nhiều. Và lúc này chúng ta phải cần ở một cái thời gian nào đó nó sẽ xuất áp này, xuất áp này, xuất áp này đúng không? Với chúng ta cần kiến thức điện tử căn bản để chúng ta phân tích mạch rất rất là dữ dội, mà lúc thời điểm này mới chính là thời điểm chúng ta cần phân tích nữa các bạn ha. Nó mà cái lúc này là cái điện thoại nó to bạn, nó to chắc là phải hai ba người khiêng ha, một cái điện thoại phải hai ba người khiêng mới được, là hồi xưa rồi đó. Sau này á, nó tiến bộ lên một chút nữa, đầu nó sẽ xuất ra được, nó sẽ đưa ra được những con rigu bạn ha. Đó, này với in vô với out ra, chân này chân enable ha, nó nhiều cái con rigu nè, nó kết hợp lại thành một cái khối nguồn của cái điện thoại đúng không. Lúc này cũng cần phải phân tích là ở thời điểm này chân này enable lên, này chân kia disable và chân này enable lên đúng không, lúc này cũng cần phân tích nhiều đó. Nhưng mà trải qua một thời gian và người ta cảm thấy là những cái linh kiện này nè ha, xài bền quá. Mày thấy điện thoại hồi xưa bền không, điện thoại hồi xưa xài 10 năm Motorola gì á, bánh gì Electrolux 10 năm thì vẫn chạy tốt các bạn ha. Họ thấy bền quá, bắt đầu cái cộng với lại cái công nghệ nó phát triển, bắt đầu họ gom hết tất cả những cái này nè, họ gom lại thành một cái con một thôi đúng không, lúc đó mới đưa ra những cái chân thôi, lúc đó họ chỉ đưa ra những chân chức năng thôi đúng không, V1 V2 đó, tất cả là đều trong trong con IC này hết. Đó, nó đưa ra những cái chân chức năng đúng chưa. Bây giờ thì nó gọi là Power Manager các bạn ha, Power Manager một cái con nguồn quản lý tất cả luôn. Và ở cái thời điểm mà mình làm Nokia ngày xưa các bạn thì là nó còn có cái Schematic Level 3 ha, Schematic Level 3 đó ha. Lúc đó là nó vẽ trong cái con IC này, nó vẽ từng khối luôn. Này là VBUS cấp cho khối này, xuất ra áp này, VBUS này cấp cho khối này, xuất ra áp này ha. Đó, qua những cái cuộn dây, qua những cái cuộn dây đúng không. Đó, lúc đó thì mình cũng phân tích được là khi mà cái VBUS này nó bị mất nè, nó bị cuộn dây bị hư nè, thì mất áp này, cuộn dây bị hư mất áp này đúng không. Đó, cái thời điểm đó họ cung cấp cho chúng ta cái Schematic Level 3 là chúng ta mới có được những cái đồ khói ở trong cái con IC nha. Nhưng mà bây giờ đó là những cái hãng điện thoại họ không có hỗ trợ, nói chung là họ không muốn chúng ta sửa điện thoại họ nữa các bạn. Họ chỉ muốn là khách hàng xài hư thì thay, hoặc là hư mấy cái lặt vặt thì còn sửa, như thay loa chuông rung thôi, họ không muốn can thiệp full man các bạn ha. Đó, nên họ sẽ không cung cấp cho chúng ta những cái Schematic này nữa, họ chỉ cho chúng ta vậy thôi bạn không. VBUS vô rồi out, chúng ta đâu biết được cái VBUS nào cấp cho áp nào, cấp ra áp nào đâu, lấy gì phân tích. Chúng ta biết được ở trong con IC nguồn này có là cái gì đâu mà phân tích đúng không các bạn. Đó, chúng ta chỉ bây giờ đó, chúng ta sửa điện thoại chúng ta chỉ cần quan tâm là cái con này, con IC này là con IC gì, nó là con IC nguồn, nó là con IC wifi, hoặc là nó là con IC bluetooth, hoặc là nó là cái con IC gì gì đó đúng không các bạn ha. Và khi mà hư bất kỳ một cái chân nào mà mất áp đó, thì chúng ta phải dỡ nguyên con IC nguồn nên chúng ta thay thế thử thôi, chứ không lẽ chúng ta mổ IC nguồn ra chúng ta sửa đúng không các bạn. Nên không phân tích, cái chuyện phân tích là cái chuyện là của ngày xưa rồi. Sửa điện thoại bây giờ nó đơn giản lắm, nó dễ lắm. Hiện giờ các bạn học ở trong những cái trường mà họ cố tình họ dạy các bạn phân tích đó, là họ dạy các bạn phân tích dựa trên những cái nền tảng của Nokia như DCT4, WD2 và BP5 á ha. Mà Nokia giờ nó chết ngắt rồi, học xong ra các bạn có sửa có cái nào đâu mà sửa đúng không.
Đó, mình sẽ nói cho các bạn một 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 cái nguyên lý là căn bản thôi. Ha. Còn nếu mà các bạn mà vẫn còn mà muốn phân tích á, thì mình sẽ cho các bạn một một vài cái bài tập nhỏ để coi 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 các bạn có phân tích được hay không, đúng không? Đó, bạn muốn phân tích đúng không? Rồi, ok, giờ mạch. Các bạn tính cho mình cái mạch này đi. Ở điện áp một chiều thôi, đơn giản thôi, đúng không? Mạch RLC, đúng không? Tính được không? Ok, tính được. Tính được vậy thì các bạn tính cho mình thêm cái mạch này đi. Đúng không? Mình cho các bạn một con transistor thôi, không cần nhiều. Đó, bạn tính mạch này đi, đúng không? Tính được không? Không được đúng không? Rồi, các bạn nói mạch này đi tương tự khó tính lắm thôi, tính mạch số đi, tại vì điện thoại giờ họ xài mạch số không à. Ok, mạch số đúng không? Mình cho các bạn con này. Đơn giản không? Một con up em thôi. Đó. Các bạn tính đi, tính được không? Chắc không tính được đâu đúng không? Tại vì mình biết bây giờ là những cái thuật sửa điện thoại bây giờ là trình độ học vấn là chỉ toàn là 12 thôi các bạn, lớp 12 trở xuống mới đi sửa điện thoại, còn những người mà có trình độ học vấn trên á, những người mà học đại học không bao giờ họ đi sửa điện thoại đâu. Còn nếu mà những người học đại học mà sửa điện thoại là tại vì những người đó bỏ tiền ra để học đại học, bỏ tiền ra để lấy bằng chứ không phải họ học đại học đâu các bạn, họ học đại á, đúng không? Nên cuối cùng ra không có việc làm mới đi chui đầu với nghề sửa điện thoại này ha. Một câu rất là phũ phàng nhưng mà đó là sự thật, đúng chưa? Rồi, đây mình sẽ demo cho bạn xem. Đây là một cái nguồn, à đây là cái khối nguồn con nguồn tích hợp của cái máy vi tính, đúng không các bạn? Nó VBUS đưa vào đây, nó sẽ xuất ra app này cấp cho main, cấp cho CPU, cấp cho RAM ha. Rồi app này cấp cho ổ cứng không, cấp cho cái ổ cứng đó, không HDD lăn nát là năng blast đồ hay là mấy ổ cứng rồi đúng không? Đó, còn app này cấp cho đĩa mềm ha, là cấp cho cái để nhớ, đúng không các bạn? Đó. Và trong đây, trong trong cái app này sẽ có những app cấp cho USB như webcam rồi cắm cổng USB đúng không bạn ha, như webcam rồi mic lo chuông rung audio code gì ở trong cái cạc âm thanh rồi cạc màn cạc đồ họa rồi ở trong đó không đó. Một cái nguồn đưa ra và khi mà bị hư bất kỳ một chân nào ở đây thì đem nguyên cái khối nguồn này thay các bạn ha. Trong điện thoại cũng vậy, khi mà cái đó là cái khối nguồn của máy tính đúng không, nó co bóp để thành nhỏ xíu thành cái con nguồn đây. Đó, con nguồn đây là con nguồn của A5 đúng không? Một con nguồn đây quản lý ha. Rồi. Không? Đó, bây giờ nó chỉ là đơn giản. Đây là con nguồn. Đúng không? Khối nguồn mà đúng không? Cái khối nguồn á nó cần hoạt động á, không? Ví dụ ở đây là cái công tắc nguồn đi các bạn ha. Đúng không? Đó, khi mà chúng ta nhấn vào công tắc nguồn đúng không? Các bạn không tin các bạn thử một chút. Ok, mình sẽ demo cho các bạn. Nhấn công tắc nguồn thả ra là lúc đó các bạn chỉ cần quan tâm đến cái dòng này là cái dòng đẹp hay là dòng không đẹp. Nó có nghĩa là dòng chạm hay dòng không chạm á, không? Nếu mà cái dòng đẹp á thì chúng ta cắm cáp vào, ví dụ như ở iOS á thì chúng ta cắm cáp vào một cái dòng đẹp mà CPU RAM là ok là nó sẽ nhận, đúng không? Còn những cái như hệ điều hành như Android hoặc là Windows Phone á là cái bootloader nó nằm trong ổ cứng á, nên nếu mà ổ cứng mà hư hay gì đó nó không nhận cáp, nó không hiểu cái này là cái gì hết, đúng không các bạn? Đó. Khi mà các bạn nhấn vô cái nguồn á, lúc đó nó sẽ xuất ra một vài cái app đơn giản nè ha. Ví dụ như nhấp vô một cái là thả ra liền á, nó sẽ xuất ra là app như vCPU đi ha. CPU đúng không? VRAM đúng không? Mà có cái VIO 1.8 ha, đó, đơn giản thôi. Đúng không? Cắm áp cho V của VGA cạc màn hình đi các bạn ha. Cắm áp cho V ổ cứng đúng không? V năng. Đó. Ở những cái máy mắc nguồn các bạn bấm vô một cái là cái nó sẽ xuất ra cái app này đúng không? Và khi mà các bạn bấm nút nguồn các bạn giữ lâu một hồi á, lúc đó không? Có cái CPU á nó nhận con CPU đúng không? Ok, CPU với RAM. RAM thì nó nằm trên CPU luôn rồi, công nghệ bây giờ đúng không? Đó. Đây là HDD. Đúng không? Nó nhận được cái app bắt đầu nó CPU ra lệnh, nó bắt đầu nó moi móc dữ liệu trong HDD đúng không? Nó nạp vô RAM mà đó, xong nó nạp vô thanh ghi gì của CPU á. Bắt đầu ở một thời gian nhất định bắt đầu nó kêu nó yêu cầu là giữ nguồn. Đó, lên nguồn rồi bắt đầu mới lên nguồn đúng không? Bây giờ có nhiều cái máy hiện nay á, các bạn nhấn nút nguồn nhẹ bạn thả ra đâu lên nguồn đâu. Các bạn kẹp vô cặp dòng nhấn nút nguồn cái nó nhích lên dòng nhẹ sao nó nhảy về đúng không? Các bạn phải giữ một thời gian bắt đầu nó mới lên nguồn. Đó là do cái này các bạn ha. Đó. Và các bạn khi mà các bạn cầm một cái máy lên đúng không, các bạn không cần biết nó là cái gì luôn mà các bạn có được cái schematic của cái máy đó đúng không ha, thì các bạn cứ kẹp vô kẹp nguồn con bấm lên con ok nguồn đẹp. Ok, đây là những cái dòng của cái iPhone 5s này các bạn ha. Kẹp cái bát vô bạn không, dích cái thả ra đúng
Không, nó chạy về bạn thấy không, cái dòng bình thường của nó phải không, giữ lâu một chút là lên nguồn đó bạn thấy không, giữ lâu một chút nó nhá cái lên nguồn. Rồi, còn đây là cái dòng của F5. Rồi, nhấp cái. Rồi, nó lên chạy về không? Giữ yên chút nó lên nguồn các bạn thấy không? Đó, các bạn chỉ cần quan tâm đến những cái dòng bình thường của cái điện thoại à, các bạn sẽ thao tác được thôi. F5C các bạn thấy không? Đó, dòng bình thường các bạn thấy không? Nhích lên nó nhảy về không? Rồi là giữ yên rồi nó giật lên nguồn. Đó các bạn thấy không? Sau đây các bạn làm những cái dòng máy nào các bạn chỉ cần quan tâm đến những cái dòng bình thường của nó là được rồi không. Đây đây là cái iPhone 6 đó các bạn không, hầu hết như những cái máy mà các bạn dòng bình thường các bạn đều kép nguồn, các bạn bấm mà nó lên dòng á, nhưng mà nó mất nguồn đúng không, mà nó cái dòng nó bình thường không có chạm gì hết là các bạn cứ cắm cáp vào các bạn chạy thử ở cái iPhone. Còn ở những cái Samsung đồ hay là Nokia hay là nói chung là xài hệ điều hành iOS hoặc Windows Phone đó, các bạn cứ đo cái app như mình nói á, rồi các bạn cứ nếu mà không app ok hết thì các bạn cứ bị thay thử cứng thôi. Ha. Đó. Còn đây là một cái dòng không bình thường của 5S này các bạn. Không, nhấp nghe. Không, làm lên hơi cao bạn không? Dòng này nếu mà nó có lên nguồn nó cũng rất là hao pin. Một là mất nguồn luôn, hai là lên nguồn và sẽ rất là hao pin, và hao dòng thứ cấp là chính là ở đây các bạn ha. Thì lúc đó chúng ta xem con nào bị rỉ bị chạy. Nguồn đẹp mà nó không lên nguồn đúng không? Thì chúng ta mở Sima chúng ta xem cái con CPU rồi nè. Đó, chúng ta mở Sima lên đúng không? Chúng ta xem coi cái con CPU này nè, đó nó xài cái app này là app gì đúng không? Nó xài bao nhiêu app đúng không? Con RAM nằm trên CPU xài bao nhiêu app đúng không? Cái ổ cứng. Đó, nó xài app gì? Tại vì mỗi 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 cái máy, mỗi cái nền tảng như nền tảng của anh cơm đúng không, nó sẽ có một cái hiệu khác. Nền tảng chip A6 A7 đồ đó, của Apple nó xài một cái tín hiệu khác đúng không các bạn, và nền tảng của Intel, nền tảng của Nvidia đúng không, nền tảng của AMD nó sẽ xài những cái tên khác thôi, chứ thực ra cái công nghệ nó cũng tên na ná na nhá mà không. Các bạn chỉ cần xem ừ con CPU nè, mở Sima mở trực tiếp lên luôn coi nó xài bao nhiêu app, rồi các bạn ghi ra ngoài ừ app này ổ cứng xài như app này rồi ok. Đó lúc đó các bạn nhớ ha, lúc đó các bạn kẹp kẹp nguồn các bạn cái men đó các bạn bật nguồn lên đúng không bật lên lúc đó nó sẽ ôm dòng ở chỗ đó đó, mà chúng ta sẽ lấy que đo, chúng ta đo xem những cái app này nè có hay không, đo app đo đúng không. Rồi nếu mà đo mà có app á đo mà có app rồi á, là lúc đó các bạn sẽ suy nghĩ đến ừ tại sao nó không lên nguồn, có khi nào là cái tín hiệu từ đây qua đây nè nó có vấn đề không, có thể ổ cứng hư không đúng không, và cái việc đơn giản đầu tiên nhất là chúng ta thay cái ổ cứng đúng không, nếu mà cái dòng đẹp mà không lên nguồn đúng không. Là tùy chứ ở iOS đó thì các bạn còn cắm cáp vào các bạn chạy xem nó báo lỗi gì đúng không, thì tùy theo cái lỗi đó mà chúng ta làm tiếp. Còn ở Android Windows Phone nó thường là chúng ta không có cắm cáp được, chúng ta không có, nó mày mất nguồn rồi cắm cáp không có nhận, có nghĩa là mất boot luôn bạn ha, không có vô boot loader được á, cắm cáp không có nhận. Thì lúc đó chúng ta cái đơn giản nhất là chúng ta sẽ làm cái liên quan đến cái ổ cứng này nè, thường là vậy á ha. Dòng đẹp các bạn đo áp đầy đủ các bạn sẽ làm đến cái ổ cứng này thôi đúng không. Đó. Ngoài ra thì các bạn cũng nên nhớ mình sẽ có những cái con điện trở nhỏ nhỏ này nè ha. Đó. Nó sẽ lấy áp thường 1V8 hay là 2V8 gì đó để nó cấp mấy cái dòng phân cực cho mấy cái khối trong cái CPU này nè. Đó. Thường là gặp ở những cái trường hợp mà vô nước đó, nó bị hay bị mục, mục đây nè. Nó sẽ gây ra mất nguồn á, các bạn chỉ cần quan sát thôi ha. Nếu bạn quan sát bạn hay nhìn thấy những con điện trở này mà đẹp đẽ sạch sẽ thôi, không đừng đụng nó làm gì nó cũng không có chết đâu các bạn, đúng không? Tại vì cái dòng qua nó thấp lắm, nó không không gây cho nó chết được. Đó, các bạn thấy không? Cái khối nguồn của cái điện thoại bạn thấy nó đơn giản không? Nó sẽ giống như khối nguồn của máy tính đúng không? Khi máy tính nè, bây giờ mình mới cứ các bạn là phải đi học máy tính. Học máy tính và mình nói các bạn đo nè đúng không, nếu mà các bạn không học điện tử căn bản các bạn đâu biết đo đâu, mà các bạn đã học điện tử căn bản rồi đó, là họ hướng dẫn các bạn đo mấy cái này, các bạn có cái nói chung có cái gì đó trong đầu mình đó là các bạn biết hết à. Còn bây giờ nếu mà các bạn không có học những cái lớp đó mình nói các bạn cũng ồ ồ cạc cạc thôi, các bạn không không hiểu gì đâu ha. Nên nếu mà các bạn chưa học thì các bạn tắt đi, các bạn đừng coi clip mình làm cái gì đó các bạn thấy không. Như cái máy tính nè bạn thôi thấy giống với trang không, khối nguồn đúng không, cấp những cái chân ra đó bạn thấy không. Đó, chỉ cần cấp cho CPU nè, cấp cho RAM, cấp cho card màn hình là các bạn bật máy lên và nghe kêu tít cái lên nguồn rồi đúng không? Đúng không? Nó không có ổ cứng, nó không có ổ cứng thì nó đâu lên gì đâu, đâu có hệ điều hành gì đâu, đúng không? Nó gắn ổ cứng vô cấp nguồn vô ổ cứng cài hệ điều hành lên đúng không? Cái điện thoại cũng y chang vậy, không có khác gì hết đó. Nên các bạn không có phân tích, bây giờ không phân tích. Đúng không? Các bạn phân tích, nếu mà bây giờ các bạn phân tích đi, có ai ai có tài liệu đâu mà đưa các bạn qua phân tích đúng không? Nó chỉ Sima nó chỉ cho chúng ta biết ừ vậy vậy thôi, nó
Thậm chí các bạn nhiều khi ở cái khối nguồn nó rộng quá, các bạn không biết được cái chân này chức năng nó làm gì gì đúng không? Ở cái thời điểm mà này thì nó sẽ cái app này xuất sao sao chúng ta không đâu biết đâu đúng không? Còn những cái tài liệu hồi xưa ở cái Nokia đó các bạn sẽ thấy như là khi mà các bạn bấm nguồn lên đúng không? Bắt đầu cái con nguồn bắt đầu nó sẽ có con 32 kg đúng không? Dao động 32 kg, bây giờ vẫn còn các bạn. Không? Hoặc là 26 m hoặc là 38.4 m gì đó. Còn cái bật nguồn lên đúng không? Nó sẽ lấy dao động này nó cấp lên cho con trung tầng, đúng không? Trung tầng sẽ lấy dao động của 38.4 hoặc 26 m đó tách ra làm đôi đúng không? Một phần cấp cho Bluetooth, Wi-Fi đó, một phần cấp để CPU đúng không? Đó, sửa rồi CPU nó có được cái dao động rồi đó. Nó có cái xung bắt đầu nó mới moi móc dữ liệu trong cái ổ cứng đồ ra rồi trong con lát đồ ra đúng không? Bắt đầu nó giữ nguồn ha. Đó, còn điện thoại bây giờ các bạn thấy không? Đâu các bạn đâu thấy con trung tầng ở đâu? Bây giờ nó chỉ phân biệt làm hai khối thôi, một là khối PDA. Khối PDA nó là khối này khối PDA nè đúng không, và bên kia là cái phần quản lý phần network thôi, nó sóng gió đồ nghe gọi 2G 3G 4G đúng không ha, hai phần nó không ảnh hưởng đến nhau đó, phần này là quản lý nguồn đúng không, chỉ có phần này ok đã lên nguồn rồi, còn phần bên kia thì banh đi mây mất sóng vậy thì tùy thôi, và clip sau mình sẽ nói các bạn thấy không, đơn giản các bạn chỉ cần xem vậy thôi. Rồi cuối cùng tổng kết lại là khối nguồn các bạn chỉ cần quan tâm đến gì, quan tâm đến cái máy mất nguồn đem vào bỏ vô bộ cấp nguồn bấm lên coi dòng đẹp hay không, và cái dòng đẹp hay không á sau này các bạn làm các bạn sẽ nhớ thôi, các bạn tự các bạn nhớ là tại vì sau này các bạn làm các bạn sẽ chỉ làm một vài cái dòng máy nhất định thôi, chứ không có ai mà ba đầu sáu tay đâu mà máy gì cũng làm đúng không, thời gian đâu làm đúng không, mà làm không quen nữa đó. Như mình bây giờ mình làm iPhone thì mình làm có iPhone không à, đúng không? Ngày xưa mình làm Nokia đúng không, xong rồi cái mình làm Samsung, bây giờ mình chuyển qua làm iPhone, tùy theo thời điểm thôi. Cái máy nào mà nhiều người xài các bạn thấy không, nhiều người xài thì máy dựng nhiều thì người ta mua nhầm máy dựng, người ta hư nhiều thì vô mình sửa nhiều thôi đó. Phải không? Đơn giản không? Không có cần phân tích. Trong các trường học á, họ cố tình họ phân tích cho các bạn để họ kéo dài thời gian ra để họ lấy tiền các bạn thôi. Chứ các bạn học phân tích tới ra bây giờ ứng dụng thực tế các bạn chẳng ứng dụng được đâu ha. Rồi sau vậy thì kết thúc cái nguồn được rồi đúng không các bạn? Đó, để cuối cùng thì mình sẽ bonus cho các bạn thêm một cái bài toán mà các bạn phải giải ha. Đó, các bạn biết trên thị trường điện thoại hiện nay đúng không, là hầu như các hãng họ cũng đã bắt đầu họ định hình lại các dòng sản phẩm rồi, họ sẽ ra ít lắm chứ không có ra như cái gà đẻ trứng như ngày xưa đâu các bạn ha. Đó thì ở một cái phần dòng sản phẩm là trung cấp và cao cấp đúng không các bạn. Đó thì các bạn muốn làm nghề điện thoại thì các bạn nên lên các bạn xem cái những cái phân tích của thị trường, xem cái dòng điện thoại nào mà người ta xài nhiều nhất á, các bạn sẽ tập trung vô các bạn nghiên cứu và các bạn bắt đầu làm cái dòng đó các bạn ha. Đó thì các bạn biết là một cái điện thoại bây giờ cái giá trị nó càng ngày nó càng giảm đúng không, giá trị giảm đúng không, trong khi đó cái linh kiện các bạn mua các bạn sửa đó nó cũng không giảm bao nhiêu hết đó đúng không, và cái công các bạn làm á nó cũng vẫn vậy thôi đúng không. Ví dụ như vượt iLoud iPhone 5 đi ha, ngày xưa mình làm thì còn được 3 triệu 3,5 triệu máy đúng không, nó còn bây giờ cũng một cái công làm vậy, cũng một cái linh kiện làm vậy, nhưng mà bây giờ nó giảm giá xuống còn 2 triệu mấy, càng ngày càng sao này, thậm chí là nó giảm nó còn có 1,5 triệu luôn, cũng một cái công làm đúng không các bạn. Nó thì các bạn theo nghề điện thoại các bạn thấy nè, mà những cái điện thoại mới ra như các bạn thấy như những cái iPhone 6 giờ nó mới ra, các bạn thấy nó có lỗi gì mà lặt vặt không? Hầu như không có lỗi vặt, tại vì các bạn biết như thế nào không, tại vì trong những cái trung tâm bảo hành của người ta đó, người ta làm bảo hành chính hãng đúng không, khi mà máy mà bị hư về á, bắt đầu họ sẽ có cái feedback đó, họ trả về cái server lỗi gì đúng không, và cái server tổng hợp xem tại sao cái dòng máy này có một cái lỗi nó bị nhiều quá, bắt đầu họ đưa vô họ nghiên cứu họ fix nên những cái máy dòng sau ra sẽ không bao giờ mà bị lỗi ở những cái máy dòng trước đúng không bạn. Nên cái điện thoại càng lúc càng sau này nó sẽ càng ít lỗi, và khi mà nó hư là nó hư vô nguyên một cái cục chính không à. Đó. Bây giờ những cái điện thoại cũ mà ngày xưa chúng ta có khả năng chúng ta sửa được đó thì bây giờ cũng một cái công làm thôi, mà cái lợi nhuận chúng ta thu được là giảm đúng không? Trong khi những cái điện thoại mới ra đó thì nó ít hư quá, khả năng can thiệp cho nó thấp quá đúng không? Cũng không có sửa chữa gì được nhiều đó. Đó là hai bài toán. Một á là lợi nhuận giảm, thứ hai là cái điện thoại mới á đúng không, thì dù năm nay các bạn sửa điện thoại của ra hồi những cái năm trước đúng không, và qua những cái năm tới nữa tiếp tục các bạn sẽ sửa được những cái điện thoại mới ra bây giờ nè, và những cái điện thoại này tỷ lệ hư hỏng thấp nè ha. Đó, mà hư vô cái chính không à, và quan trọng là cái bảo mật của người ta càng lúc là càng quan trọng đến cái tính năng bảo mật á, nên các bạn can thiệp vào phần sâu phần cứng nó đâu được đâu. Như iPhone 6 hiện nay mà lỗi nút home á, không đâu reset to cái là treo đơ dính cứ ngắt chết ngắt luôn, không cứu được luôn, và chưa có giải pháp các bạn thấy không.
Và mình nghĩ nếu mà cho dù có được giải pháp thì sau này nếu mà Apple nó tiếp tục mà nó nghiên cứu về mấy cái bảo mật để thanh toán ba mấy Apple Pay đồ á, liên quan đến tiền tệ đồ thanh toán online thôi, nó sẽ cố gắng, nó sẽ fix thôi, chúng ta sẽ không can thiệp sâu nữa đâu. Đó đó là một cái bài toán mà các bạn muốn theo nghề á, các bạn phải giải được ha. Giải được thì các bạn mới tiếp tục các bạn làm, còn không giải được thì thôi các bạn đừng theo nghề số điện thoại làm gì, đúng không? Rồi, ok, chào các bạn, chúc các bạn thành công.